Dự báo thời tiết ngày 2 tháng 3 năm 2024, miền Bắc rét đậm ngày cuối trước khi tăng nhiệt. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 đến 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4, Vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực phía đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến hết hôm nay, ngày 2 tháng 3 khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Trong đó, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa, trời rét đậm với mức nhiệt thấp nhất tại khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 12 từ 14 độ, trung tâm và phía Nam 13 từ 15 độ, đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng mức cao nhất 16 từ 18 độ. Theo cơ quan khí tượng, hôm nay được dự báo là ngày rét đậm cuối cùng trong đợt này sau 7 ngày liên tiếp. Từ chủ nhật ngày 3 tháng 3, trời vẫn nhiều mây nhưng không mưa trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ sẽ tăng 2 đến 3 độ mỗi ngày và ấm dần lên. Ngoài ra, hôm nay khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa vẫn có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm khả năng có mưa rào vài nơi.